Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hải Hậu. Chương trình tuần này sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện phối hợp với Phòng Tài nguyên Môi trường huyện tổ chức hội nghị sơ kết và phát động mô hình phân loại và xử lý rác thải tại nguồn. Họp hội đồng tư vấn đánh giá và xếp hạng sản phẩm OCOP huyện Hải Hậu năm 2020. Bàn giao nhà tình nghĩa tại xóm 5 xã Hải Long. Hội nghị tập huấn triển khai kế hoạch hành động giai đoạn 2020-2025, thực hiện chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030. Và một số tin đáng chú ý khác, sau đây là nội dung của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, ngày 11 tháng 8, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện phối hợp với Phòng Tài nguyên Môi trường huyện tổ chức hội nghị sơ kết và phát động mô hình phân loại và xử lý rác thải tại nguồn. Đồng chí Trần Minh Hải, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện về dự và chỉ đạo hội nghị. Nhận thức tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường có liên quan trực tiếp đến sức khỏe con người, sau khi khảo sát thực trạng về vệ sinh môi trường tại hai xóm, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện và Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện cùng Ủy ban Nhân dân xã Hải Châu xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phân công cho các đồng chí bí thư chi bộ, trưởng xóm, chi hội trưởng phụ nữ hai xóm trực tiếp tuyên truyền vận động người dân tích cực tham gia bảo vệ môi trường, như phát động nhân dân vệ sinh môi trường từ nhà ra xóm, tổ chức ra quân làm vệ sinh môi trường đường làng ngõ xóm, đẩy mạnh trồng hoa ven đường, khuôn viên nhà văn hóa, khu dân cư, hướng dẫn các gia đình nòng cột tại hai xóm chủ động thực hiện phân loại rác thải từ gia đình và tuyên truyền vận động người dân trong xóm tham gia bảo vệ môi trường, phân loại rác thải từ gia đình. Khi thực hiện mô hình hố chôn rác hữu cơ có nắp đậy, mỗi gia đình đều có 2 thùng chứa rác hữu cơ vô cơ. Rác hữu cơ thì được các hộ dân mang ra hố chôn ngoài vườn có nắp đậy và cho chế phẩm sinh học vào để xử lý rác hữu cơ. Sau 3 đến 40 ngày phân hủy thành phân bón hữu cơ có ích cho cây trồng, tăng chất màu cho đất, giảm chi phí mua phân đạm phân lân. Trong thời gian triển khai thực hiện mô hình, các đồng chí cấp ủy và chi hội trưởng phụ nữ hai xóm là những người trực tiếp đến các hộ gia đình theo dõi hướng dẫn cách xử lý rác đúng quy trình để mô hình đạt hiệu quả cao. Sau 2 tháng triển khai thực hiện mô hình điểm tại xóm 2 và xóm 3, đến nay đã có 141 hộ gia đình trong hai xóm đã biết cách xử lý phân loại rác thải tại gia đình. Nhận thức của người dân được nâng cao, ý thức và có trách nhiệm hơn đối với công tác bảo vệ môi trường, tận dụng được các loại rác hữu cơ làm phân bón cho cây hoa màu ngay tại gia đình, giảm lượng rác thải ra môi trường, góp phần giảm ô nhiễm môi trường tại địa phương. Để việc triển khai thực hiện mô hình phân loại xử lý rác thải tại nguồn năm 2020 đạt hiệu quả, tại hội nghị, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện kêu gọi các tầng lớp phụ nữ trong huyện chung tay hành động thiết thực, tổ chức tuyên truyền vận động người dân, hộ gia đình đang sinh sống, hoạt động tại địa phương chấp hành việc thực hiện phân loại rác thải tại nguồn. Các xã thị trấn xây dựng một mô hình điểm, mỗi xã một chi hội, thực hiện phân loại rác thải tại nguồn tại đơn vị mình. Tiếp tục triển khai thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch gắn với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, duy trì mô hình tuyến đường xanh sạch đẹp kiểu mẫu, xây dựng mô hình gia đình nông thôn mới kiểu mẫu. Thưa quý vị và các bạn, nhằm nhân rộng mô hình phân loại và xử lý rác thải hữu cơ tại nguồn, ngày 15 tháng 8, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hải Trung tổ chức triển khai mô hình làm hố phân hủy rác thải hữu cơ tại xóm 10 xã Hải Trung. Đồng chí Trần Minh Hải, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện về dự. Trên địa bàn xã Hải Trung cùng với các đơn vị khác trên địa bàn huyện hiện nay đã tổ chức tổ chuyên thu gom rác thải, sau đó tập kết và đưa về phân loại xử lý tại lò đốt rác của xã. Thực hiện chương trình xóm nông thôn mới bền vững và phát triển, nông thôn mới kiểu mẫu, trong đó tiêu chí về bảo vệ môi trường hết sức quan trọng và cấp bách để hướng tới một môi trường nông thôn mới sáng, xanh, sạch, đẹp. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện kết hợp cùng Ủy ban Nhân dân xã, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hải Trung đã vận động các hộ dân đào hố xử lý rác thải mềm tại hộ gia đình. Triển khai làm điểm tại xóm 10 xã Hải Trung, khi thực hiện mô hình hố chôn rác hữu cơ có nắp đậy, mỗi gia đình đều có 2 thùng chứa rác hữu cơ và vô cơ, một hố để rác hữu cơ chôn ngoài vườn có nắp đậy và cho chế phẩm sinh học vào để xử lý rác hữu cơ. Sau 30 đến 40 ngày phân hủy thành phân bón hữu cơ có ích cho cây trồng, tăng chất màu cho đất, giảm chi phí mua phân đạm phân lân.
Trong thời gian triển khai thực hiện mô hình, kỹ thuật viên của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại và Công nghệ Môi trường 86, đơn vị cung cấp lắp đậy và chế phẩm vi sinh, sẽ cùng các đồng chí cấp ủy và chi hội trưởng phụ nữ các xóm là những người trực tiếp đến các hộ gia đình theo dõi, hướng dẫn cách xử lý rác đúng quy trình để mô hình đạt hiệu quả cao. Mô hình được lắp đặt rất đơn giản, chi phí thấp, hiệu quả, đã được triển khai tại một số xã thị trấn trên địa bàn huyện cho thấy nhận thức của người dân được nâng cao, ý thức và có trách nhiệm hơn đối với công tác bảo vệ môi trường, tận dụng được các loại rác hữu cơ làm phân bón cho cây hoa màu ngay tại gia đình, giảm lượng rác thải ra ngoài môi trường, góp phần giảm ô nhiễm môi trường tại địa phương. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 14 tháng 8, Hội đồng tư vấn họp đánh giá và xếp hạng sản phẩm OCOP huyện Hải Hậu năm 2020. Đồng chí Đỗ Hải Điền, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban dân huyện, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh, đơn vị tư vấn sản phẩm OCOP tỉnh, Hội đồng tư vấn đánh giá và xếp hạng sản phẩm OCOP huyện Hải Hậu năm 2020 và đại diện lãnh đạo các đơn vị doanh nghiệp có sản phẩm đánh giá xếp hạng sản phẩm OCOP năm 2020 đã về dự. Đợt này, huyện Hải Hậu có 30 sản phẩm của 23 xã thị trấn đề nghị đánh giá xếp hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh. Hội đồng tư vấn đánh giá và xếp hạng sản phẩm OCOP huyện Hải Hậu năm 2020 và Văn phòng Điều phối Chương trình Xây dựng Nông thôn mới huyện đã thẩm định hồ sơ đánh giá và chấm điểm dự thảo, lựa chọn các sản phẩm đủ điều kiện trình Hội đồng cấp tỉnh đánh giá xếp hạng sản phẩm OCOP năm 2020. Căn cứ báo cáo của các chủ thể sản phẩm, Hội đồng tư vấn đánh giá và xếp hạng sản phẩm OCOP huyện Hải Hậu năm 2020 đã thảo luận đánh giá từng sản phẩm theo các nội dung chấm điểm về tổ chức sản xuất, phát triển sản phẩm, sức mạnh cộng đồng, khả năng tiếp thị, câu chuyện sản phẩm, chỉ tiêu cảm quan, tính độc đáo, công bố chất lượng sản phẩm, kiểm tra định kỳ, đảm bảo chất lượng sản phẩm và cơ hội thị trường toàn cầu. Qua đó, nhiều sản phẩm được đánh giá cao và đạt kết quả tốt. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Hải Điền, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh biểu dương sự nỗ lực của các doanh nghiệp, chủ cơ sở trong việc xây dựng sản phẩm OCOP. Đồng thời đề nghị sau hội nghị, đối với các sản phẩm OCOP đã được đánh giá xếp hạng tại huyện, các chủ thể cần tiếp tục nâng cao chất lượng, đổi mới mẫu mã, nhãn hiệu, tiếp tục hoàn thiện để trình Hội đồng đánh giá xếp hạng sản phẩm OCOP tỉnh. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện giao cho Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các ngành địa phương, đơn vị liên quan hỗ trợ xúc tiến thương mại, xây dựng các điểm giới thiệu và bày bán sản phẩm OCOP, nhất là tại các điểm du lịch nhằm quảng bá, đẩy mạnh tiêu thụ, thúc đẩy sản xuất phát triển sản phẩm OCOP của huyện nhà. Thưa quý vị và các bạn, ngày 13 tháng 8 tại xã Hải Long, Bộ Tư lệnh Pháo binh tổ chức khánh thành và trao tặng nhà tình nghĩa cho gia đình bà Hoàng Thị Chính, xóm 5, xã Hải Long. Dự buổi lễ có đồng chí Đại tá Nguyễn Đình Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Binh chủng Pháo binh, Đại tá Phùng Văn Nghĩa, Phó Tham mưu trưởng Binh chủng Pháo binh, Đại tá Trương Văn Tâm, Phó Chủ nhiệm Chính trị Binh chủng Pháo binh, các đại biểu cơ quan Bộ Tư lệnh Pháo binh. Về phía lãnh đạo huyện có đồng chí Đỗ Trung Kiên, Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân huyện, đại diện lãnh đạo Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Hội Cựu chiến binh huyện đã về dự. Bà Hoàng Thị Chính là vợ của thương binh nặng Lại Văn Bảo, con dâu của mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Lan, là người thờ cúng hai liệt sĩ trong kháng chiến chống Pháp. Nhưng hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn, bản thân bà đã già yếu. Ngôi nhà trước đây được xây dựng từ lâu đã xuống cấp nghiêm trọng. Trước hoàn cảnh đó, Bộ Tư lệnh Pháo binh đã quyết định hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho bà cùng với sự cố gắng của gia đình, sự giúp đỡ của họ hàng, cán bộ chiến sĩ Bộ Tham mưu Binh chủng Pháo binh và sự ủng hộ giúp đỡ của cấp ủy chính quyền, các đoàn thể và bà con nhân dân địa phương. Qua hơn 3 tháng khởi công xây dựng, đến nay ngôi nhà đã hoàn thành với diện tích 40m², có 3 gian với giá trị trên 160 triệu đồng. Trong đó, Binh chủng Pháo binh hỗ trợ 80 triệu đồng, đã hoàn thành đảm bảo chất lượng, khang trang, thoáng mát và đưa vào sử dụng đảm bảo an toàn. Việc xây dựng nhà tình nghĩa tặng cho gia đình bà Chính có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, sự tri ân công lao đóng góp, hy sinh của các thế hệ cha anh đi trước trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, đồng thời còn thể hiện nghĩa tình quân dân, sự quan tâm phối hợp gắn bó, tình cảm trách nhiệm giữa Binh chủng Pháo binh, Bộ Tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương và gia đình có công với cách mạng. Tại buổi lễ bàn giao nhà tình nghĩa, gia đình bà Hoàng Thị Chính cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm trao tặng những món quà ý nghĩa chứa đầy tình cảm đồng chí đồng đội, tình quân dân thắm thiết từ Bộ Tư lệnh Pháo binh, của các cấp các ngành từ huyện đến cơ sở, động viên gia đình, góp phần giúp đỡ gia đình khắc phục khó khăn về nhà ở,
từng bước ổn định cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 13 tháng 8, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức hội nghị tập huấn triển khai kế hoạch hành động giai đoạn 2020-2025, thực hiện chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030. Dự hội nghị có đồng chí Vũ Xuân Bình, Chi cục trưởng Chi cục dân số kế hoạch hóa gia đình tỉnh, đồng chí Vũ Văn Kỳ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, trưởng ban chỉ đạo dân số kế hoạch hóa gia đình huyện, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, văn phòng huyện ủy, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, các đồng chí lãnh đạo 34 xã thị trấn phụ trách công tác dân số kế hoạch hóa gia đình ở cơ sở đã về dự. Tại hội nghị đã thông qua quyết định ngày 10 tháng 8 của Ủy ban nhân dân huyện về việc kiện toàn ban chỉ đạo công tác dân số kế hoạch hóa gia đình huyện Hải Hậu do đồng chí Vũ Văn Kỳ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện làm trưởng ban. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu cho huyện ủy, hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện lãnh đạo chỉ đạo phối hợp xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình, nhiệm vụ công tác dân số kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn huyện đạt kết quả cao. Hội nghị cũng đã được nghe đồng chí Vũ Xuân Bình, Chi cục trưởng Chi cục dân số kế hoạch hóa gia đình tỉnh nêu tình hình dân số và phát triển ở Việt Nam, các biện pháp nâng cao chất lượng dân số kế hoạch hóa gia đình. Thực hiện kế hoạch số 32 ngày 22 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về kế hoạch hành động giai đoạn 2020-2025 của tỉnh Nam Định thực hiện chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030. Ủy ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch hành động thực hiện chiến lược dân số Việt Nam giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn huyện. Mục tiêu chung của kế hoạch là nhằm giải quyết toàn diện, đồng bộ các vấn đề về quy mô, cơ cấu, phân bố, chất lượng dân số và đặt trong mối quan hệ tác động quan lại với phát triển kinh tế xã hội của huyện. Những bản tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hải Hậu tuần này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!